Khoan từ từ, hệ phương trình trạng thái hả? Rồi hệ Ừ. phương trình trạng thái thì sao em? Dạ. Em có một cái hệ đó thầy, giống như cái hàm truyền thầy, là mình phải viết cho cái hàm truyền tổng luôn đúng không thầy, hàm của hệ kính luôn đúng không thầy? À, em nói thầy chưa có rõ ý lắm, nói kỹ Dạ hơn coi. ý là thầy, ý là mình sẽ viết phương trình trạng thái cho cái hàm truyền kính hay là hàm truyền hở vậy thầy? Tại em nghĩ là Truyền kính chứ ha. dạ. Hàm truyền kính. Tuy nhiên vậy nè, chẳng hạn như người ta cho hệ hồi tiếp âm đơn vị, người ta cho cái dây hở, người ta yêu cầu hãy hãy thiết kế cái hệ phương trình trạng thái mô tả hệ hở, thì lúc đó em phải hãy phải viết cái hệ phương trình tương ứng hệ hở chứ. Nói chung là hệ phương trình trạng thái tương ứng với hệ gì, nói chung là em phải xác định ngõ vào ngõ ra của cái hệ thống đó. Với ngõ vào như vậy, với ngõ ra như vậy thì em có hệ phương trình trạng thái mô tả hệ thống tương ứng với hàm truyền hệ thống là gì đó. Thầy ơi, em giải hệ phương trình trạng thái thầy bằng hai cách, là bằng tọa độ pha với lại là khi mà hệ phương trình trạng thái ở bên kia có chứa đạo hàm đó thầy, ở ngõ ra thầy. Em thấy kết quả ở hai cái nó cho giống nhau luôn thầy, nhưng mà em thấy giải theo phương pháp tọa độ pha thì nó nhanh hơn đó thầy. Em có mô phỏng trên MATLAB luôn Nhưng thầy. mà cái hệ phương trình em đặt biến trạng thái giống nhau Nhà không này thì khác này, hai hai cách em thấy đặt cho ra hai hệ phương trình trạng thái khác nhau luôn thầy. ở thì em đặt biến trạng thái khác nhau thì hệ phương trình trạng thái em nó sẽ ra khác nhau bình thường. Nhưng mà nếu em dùng cái công thức CSI trừ A mũ trừ 1 nhân B để em tính ngược lại hàm truyền, em sẽ thấy dù phương trình trạng thái khác nhau thì hàm truyền cũng chỉ là một thôi. Dạ. Thầy vậy là vô vô đề thi mà thầy nói bắt tìm hệ phương trình trạng thái của cái hàm truyền đã cho thì em xài cách nào cũng được hết thầy. Đúng rồi, nếu không nói phương pháp thì em xài cách nào cũng được hết. Dạ, em cảm ơn thầy. Ok. Với cái thầy, em thấy trong cái hệ mà không tuyến tính đó thầy, em thấy Hệ xài không hệ tuyến phương tính. trình trạng thái nhiều lắm thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì đa phần mấy cái hệ thống của mình toàn là hệ phi tuyến không à. Hệ phi tuyến cho nên đâu có mô tả bằng hàm truyền được. Em môn lý thuyết điều khiển tự động nó chỉ giới thiệu cho em phần cơ bản, do phần cơ bản nó chỉ lấy cái hệ tuyến tính ra nó xài thôi, để cho em nắm được cơ bản, các phép toán cơ bản. Chứ còn khi mà em học lên cao thì các hệ thống của mình toàn là phi tuyến không, đâu có áp dụng hệ. Lúc đó em sẽ phải học cái môn điều khiển phi tuyến khác nữa. Thế ơi, là trên môn này là có một môn đó nữa luôn á thầy. Môn đó cao học em ơi. Hoặc là cái môn mô hình hóa nhận dạng hệ thống. Mô hình hóa nhận dạng hệ thống thì nó sẽ giúp cho em phân tích cái phương trình toán học phi tuyến của một cái hệ nào đó. Em thấy trong chương trình đào tạo của em không có môn đó luôn đó thầy. Có thể là nói chung là cái mô hình hóa mô phỏng hệ thống đó, hình như là bên điều khiển tự động là môn tự chọn, rồi còn bên hiện điện tử viễn thông thì thầy không biết, hên xui. Dạ, em thấy, tại em thấy có xem mấy clip ở trên, cũng có mấy anh chị làm về mấy cái bộ điều khiển đó này, xong rồi toàn là viết cho hệ phương trình gọi là đặt biến trạng thái để viết ra hết luôn thầy. Sao em mới tìm hiểu để mà hiểu rõ về cái đó thầy. Nếu mà hệ em, chắc em coi chắc là bên hệ viễn thông rồi đó. Viễn thông thì nó xét mấy cái hệ thống thì nó kỹ hơn là mấy bên mấy cái điện tử công nghiệp này nọ. Còn bên điều khiển tự động thì nó cũng sẽ coi hệ phi tuyến, nhưng mà hệ phi tuyến của nó là những đối tượng khác nữa. Khác nữa luôn á thầy. Tuy nhiên hệ có khác nhau đi chăng nữa thì cuối cùng cũng quy về cái hệ phi tuyến, thì cái phương hệ phương trình trạng thái nó diễn tả thôi. Có điều chẳng hạn như bên điều khiển tự động của thầy thì quan tâm đối tượng này, đối tượng này, đối tượng này, đối tượng con lắc ngược xe, đối tượng cơ khí, đối tượng gì đó. Còn bên hệ viễn thông thì có thể nó quan tâm đối tượng khác nữa. Thầy giống như kỳ sau em cũng học bên chỗ tự động đó này, là kỳ sau tụi em làm đồ án thì sẽ liên quan tới những cái gì thầy? Cái đó đồ án nó phụ thuộc vào cái người giáo viên họ giao. Giáo viên họ giao, nói chung họ đồ án môn học thì do giáo viên quyết định nhiều em ơi. Giáo viên mà rơi trúng giáo viên, họ thuận về cái mảng nào họ sẽ yêu cầu em làm về cái mảng đó. Cũng có giáo viên họ cho em muốn làm gì thì làm. Thầy ơi, thầy có tài liệu về cái này thêm không thầy?
tài liệu về mông về cái hệ hệ thống điều khiển vi tuyến hay là Dạ, mô hình quá nhận dạng hệ thống cái gì? về cái biến trạng thái này thì em vẫn kiểu em làm theo áp theo lý thuyết em vô em tính chứ em chưa hiểu lắm về cái nó này. Chà, cái này Hay nói là chung kỳ sau. là Dạ. thầy sử dụng điều khiển tự động đa phần này cũng dùng phương trình có sẵn, chứ còn phân Dạ. tích ra phương trình đó thầy cũng chưa biết cách. Tỏ ra là thầy không có quan tâm lắm. Dạ. Thế Đấy. em thấy cái hệ phương trình trạng thái đó người ta suy ra thẳng là x bằng a nhân cho x cộng b nhân cho rt là mình đó là mình học sẵn luôn đó thầy. Ở đợi thầy xíu nha. Dạ. Ở thầy xíu. Nói chung là thầy gửi cho em cái đường link mà trên YouTube tìm thấy đó, thì ở phía dưới thầy có dùng cái phương pháp Euler-Lagrange để tính cái hệ phương trình trạng thái của mấy hệ như con lắc ngược trên xe hoặc là hệ Born-Hébin vân vân. Em coi mấy cái đó thì em biết cái cách sử dụng một trong những phương pháp để phân tích ra cái hệ phương trình trạng thái của hệ thống thông qua Euler-Lagrange ha. Dạ. Ừ. Còn những đối tượng khác chẳng mà nó lạ quá đi thì có thể nó sẽ dùng những phương pháp khác để tính nữa. Còn đối với các hệ cơ khí, động lực học thì là Euler-Lagrange là chủ yếu. Dạ. Không? Rồi, Dạ, ok. em cảm ơn thầy ạ. Rồi, ok. Còn ai Vậy có câu hỏi gì nữa không? À, dạ, hết hỏi rồi thoải thầy. mái đi. Dạ, em cũng ôn về bốt cái quỹ đạo nhân số cũng ổn rồi thầy. Giờ còn cái chỗ tìm nghiệm của hệ phương trình trạng thái vậy em thấy khó thầy. Rồi. Dạ. Nói chung thầy cũng biết nói làm sao nữa, nhưng mà nếu coi có khó khăn gì thì lên đây thầy hỏi chút xíu, thầy hướng Dạ. dẫn chút xíu vậy thôi. Dạ. Nhưng mà em đừng có ôn cái gì khó khăn cao siêu quá, thầy không có ra đề quá khó đâu, thầy cũng không có ra đề lắt léo gì đâu, Em sợ quá này. nói lo gì không, đâu không, ít rớt. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, vậy em ao em làm bài tập Em cuối này. ao ha. Dạ. Ao đi. Dạ, em chào thầy ạ. Thầy có gửi đường link á, đường link lúc bên phần chat cái lúc 19:44 đó nha. Copy đường link đó coi nha. Dạ, em có vào rồi Rồi thầy. rồi, ok. Dạ. Rồi Trần Trọng Tính hỏi đây em, Trần Trọng Tính ha. Dạ, để em xem màn hình ra. Em làm cái project về con lắc ngược quay BD đó thầy. Mà bữa em hỏi Con lắc thầy. ngược quay BAD. Con lắc Thì ngược quay BAD. dùng cái kỹ thuật GA di đúng chuyển không? để tìm thông À số rồi. thầy. Thì Ok. em chạy mà nó lại báo cái lỗi mà chưa Từ có từ khai báo từ. biến gì. Thầy thấy màn hình em chơi. Thầy thấy. Đây. Nó không biết E là cái gì hết. Tại vì em tính Z bằng E phẩy nhân E. Mà E nó không hiểu E là cái gì hết. Thì trên cái Simulink của em đã có cái khối two workspace nào đặt tên là E chưa? Có em để cái khối cho quay ở đây. Rồi, khoan từ 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 từ. Em double click vô cái khối E cho thầy coi coi. Rồi, vậy nè. Lỗi của em á, là do cái MATLAB của em dùng phiên bản mới quá. Nó xuất dữ liệu, nó xuất ra out chứ không có xuất ra E. Và trong cái out đó nó mới chứa cái E. Để em coi cái clip này cho thầy này nha. Đợi thấy, đợi xíu. Đó, Trần Trọng Tính coi cái clip mà thầy gửi ở phút 19 phút 47 giây đó nha, bên phần chat đó nha. Coi cái clip đó thì em sẽ hiểu lỗi của em là bị cái gì. Thế là thầy cho em hỏi chứ là cái luận văn về con lắc ngược trên xe của thầy ấy, thầy cái mô hình toán học đó mình dùng để mình làm cái mô hình thực tế luôn Em luôn dùng thầy. cũng được nhưng mà nó phức tạp. Em tính làm phần thực tế luôn hả? Dạ thầy cái môn Em đồ tính án làm hai thực của tế em hay đó là thầy mô em phỏng làm thôi? dạ em làm mô hình thực tế luôn thầy tại môn đồ án hai là em làm con lắc ngược trên xe.
Chà, thầy nghĩ là em làm cái mô hình thôi chưa biết xong, cái em đã hết thời gian rồi, không có thời gian đâu điều khiển đâu. Làm căng lắm chứ đâu phải chơi em ơi. Thầy nghĩ là em không kịp thời gian để mà làm cái điều khiển đâu. Em làm cái mô hình cơ khí với gắn điện nữa lên là cũng hết thời gian rồi. Thì em cứ làm mô hình cơ khí đi, khi nào làm xong thì kêu Không thầy, à. bây giờ em coi cái video này. Em coi video đó em khắc phục lỗi, nếu không được nữa lên gặp thầy ha. Ok, tối chủ nhật cũng giờ này thầy online tiếp á. Tối chủ nhật 7 giờ 40 cho tới 8 giờ rưỡi thầy online tiếp. Ngày nào buổi tối thầy cũng online giờ đó hết á. Trừ thứ sáu ra nha. Rồi bây giờ vậy là ổn chưa tính? À, tên Trần Trọng Tính, ổn ổn chưa? Dạ được thầy, em coi video. Ok, về mau ha, rồi tới hơi khác. Lê Phùng Khang đâu online em? Sao để kết quả điều khiển ổn không? Dạ có em đây thầy. Thầy nghe, thầy nghe. Dạ thầy ơi, Anh Tuấn Điệp chịu khó em đợi nha. dạ thầy ơi, Là sao em? Ừ. ấy là cái bài hai Thầy đấy nghe không thầy, thầy Khang ơi? thì mình làm nó ra là nó sẽ ra tín hiệu như nào thầy? Có nghĩa là BID rời rạc nó ổn định được hệ thống thì cái bộ điều khiển mờ của em cũng sẽ ổn định được hệ thống. Rồi lúc em cho cái ngõ vào random vào cả hai bộ điều khiển BID và bộ điều khiển mờ á, thì em ra hai cái ngõ ra nó y chang nhau, tức là bộ điều khiển mờ đã bắt chước được BID. Dạ nhưng mà mình thêm cái bồn nước phía sau đúng không thầy, là mình có điều khiển luôn bồn nước không thầy? Có nghĩa là vậy nè. Khi em so sánh BID với mờ thì em á là bộ BID tất nhiên nó đã điều khiển được cái bồn nước rồi, bộ BID đã điều khiển được bồn nước rồi, em dùng bộ điều khiển mờ em học, thì sau đó em muốn so sánh BID với mờ thì em cho thằng BID với mờ em để hai trên dưới, sau đó em cho random đưa vô cả hai thằng luôn, coi ngõ ra nó random giống nhau không. Sau khi nó random giống nhau rồi thì em thay bộ điều khiển BID bằng bộ điều khiển mờ trong cái việc điều khiển bồn nước để coi nó điều khiển có còn được giống như BID không, hiểu không? Dạ À, đó đó, những em phi tay kêu em kìa. Khang ơi ra gặp phi tay đi. Ha. dạ để em Phi tay coi. nó làm xong rồi đó, chạy tốt rồi đó. Nó mới bàn với thầy khi nãy xong. Nha. Rồi, về khi nãy anh Tuấn mới giơ tay, anh Tuấn có hỏi gì thầy không? Thầy em đang làm bài xong kia em có cái thắc mắc, có cái bài tập của thầy ở cái chỗ mà vẽ quy đạo điểm số thầy, thì có một cái bài tập của thầy là có nghĩa Em là nghe thầy nghe cái âm thanh bên em nó mờ lắm, đứt đoạn nữa. dạ thầy nghe rõ chưa thầy? Alo Thầy nghe được nhưng mà âm thanh bên em nó nhỏ lắm. Rõ nhưng mà nó alo nhỏ. Ừ, với em nói chậm chậm thôi, em nói nhanh quá thầy nghe không dạ kịp. dạ Ừ. em có một cái bài quy đạo điểm số thầy, nãy em có coi trong cái đống bài tập của thầy á, thì có một cái bài À. là cái hàm truyền của nó là có cái g hở và cái h, có nghĩa là hàm truyền của nó không phải là hàm truyền hồi tiếp âm đơn vị á thầy, Đúng có cái rồi. hs ở phía dưới á, thì cái đoạn này em Ừ. vẫn thắc mắc là em chưa biết cách vẽ cái quy đạo điểm số bằng MATLAB á thầy. Nghe nè, mình vẽ quỹ đạo nghiệm số là của hệ hồi tiếp âm đơn vị có dê hở, còn trong trường hợp mà hệ của mình á, là hồi tiếp âm mà không phải là đơn vị, tức là nó có cái hàm truyền hồi tiếp h, thì lúc này á em phải viết lại cái phương trình đặc tính của hệ thống. Thì phương trình đặc tính của hệ thống của em lúc này không phải là một cộng dê hở nữa, mà là một cộng cho dê hở nhân h bằng không. Sau đó em phải tương đương cái phương trình đặc tính đó với một hệ hồi tiếp âm đơn vị, thì lúc này cái dê hở mới của em nó sẽ là h nhân cho dê hở mới, nhân xin lỗi, dê hở mới của em sẽ là h nhân cho dê hở cũ. Thì lúc đó em vẽ quỹ đạo nghiệm số là vẽ quỹ đạo nghiệm số tương ứng với cái hệ hồi tiếp âm đơn vị tương đương với cái hệ ban đầu của em, Ok. hiểu chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Ừ. Em để thử lại thì nó có đây lắm. Rồi. Em cảm ơn thầy. Rồi ok em. À thầy ơi, hôm trước thì em chưa có nắm được ấy thầy,
cái phần ở cái bài kiểm tra giữa kỳ thứ hai của mình là sẽ kiểm tra ở phần nào? Ừ, lúc thầy và vừa rồi thầy bận công việc gia đình quá tới giờ thầy còn chưa chấm. Thôi được rồi đấy. Nói chung là em nói gì để thầy biết rồi, thầy trong bữa chủ nhật với thứ hai tuần sau thầy sẽ up cái bài sửa mấy cái bài còn thiếu. Còn cái phần chấm dạ, cái bài không. Thiếu thì từ từ thầy sẽ chấm. Nội dung cái phần kiểm tra giữa kỳ bài thứ hai á thầy. À, nội dung mới chữ kỳ toàn thiết kế không ạ? Bài và kiểu như là bài thứ nhất á, thì thầy đã nói rồi đó, có nghĩa là bỏ phần thiết kế đi. Còn cái bài kiểm tra quá trình lần thứ hai sẽ toàn là thiết kế không? Là những gì liên quan đến thiết kế mà thầy. Ừ, thiết kế không ạ. Rồi. Có ai hỏi gì thì cứ bật mic ha, còn không không thấy bật mic mà nói thầy không nghe gì hết thì bật tấm bên phần chat đó. Bên phần chat thì thầy sẽ biết mấy em nhắn thầy. Dạ dạ. Dạ thầy cho em hỏi về cái project cuối kỳ của thực tập đó thầy. Thực tập thì project cuối kỳ nó sao em? Rồi. Dạ em có mấy cái hệ số mà em không hiểu tại sao nó ra được cái hệ số đó thầy. Rồi ok, mở mấy hệ số. Dạ, thầy thấy chưa thầy? À, dạ đây nè thầy. Ủa đối tượng của em tham khảo trên mạng. À, bồn nước đôi điều khiển bằng BAD thầy. Em không hiểu là cái hệ số sẽ van. Mấy cái hệ số xả van này thầy nói thiệt thầy cũng không biết luôn nha. Thầy xài thầy quốc đại luôn á chứ thầy cũng không biết luôn á. Dạ gia của em định làm cái mô hình luôn á thầy ạ. À. Nha nó trùng đề tài bên đồ án 2 rồi thầy. Nên em hỏi đi thầy. Bên đồ án 2 hả? Bên đồ án 2 dạ. Em điều khiển hệ thống bồn nước mà dùng giải thuật gì? Cũng BID luôn thầy, nó bị trùng rồi thầy. Như vậy nè. Nếu em dùng điều khiển BID, em mô phỏng, em lấy cái đối tượng này em cũng không cần quan tâm hệ số van xả BC là cái gì luôn. Em vẫn sẽ mô phỏng được. Rồi sau đó khi em áp dụng lên mô hình thực tế thì coi như em điều khiển thử sai luôn, không có dính gì tới thông số hệ thống hết. Tại điều khiển BD là dựa vào đáp ứng hệ thống thôi chứ đâu có dựa vào cái mô hình của hệ thống đâu. Dạ. Hiểu không? Dạ. Ok. Còn cái hệ số máy bơm này là mình mua là nó có ghi lên đúng thầy? Nào mua ghi gì hả đây mày? Không biết, nói chung là cái này là mình... em coi đơn vị của nó là cm khối trên hết rồi. Hệ số máy bơm này thì mô phỏng thì ghi vậy đó, còn trên mô hình thực tế thì nó bán cho em cái máy bơm thì nó cho em biết điện áp cấp bao nhiêu rồi thôi hết rồi. Dạ, như thầy biết là vậy thôi, em cảm ơn nha thầy. Còn cái project cuối kỳ là mình quay clip tuần sau gửi thầy hay là tuần sau tụi em ấy thuyết trình luôn thầy? Có nghĩa là thằng em nói lại coi. Quay video sao? Dạ. Dạ, em tuần trước là em học lớp thứ ba. Em thấy bạn Thiện có quay video thầy cộng được một điểm á thầy. Tụi em cũng làm xong hết rồi, tụi em không biết là giờ quay video hay là quay trong bạn là tuần sau nữa là thầy đúng không thầy? Mình 4.0 rồi giờ báo cáo bằng video luôn đi. Cảm ơn thầy. Khỏi làm giấy đâu. Nói chung em làm giấy chẳng ai đọc. Cảm ơn nha thầy. Ok.